Kế tiếp thì chúng ta nói tới tầm soát ung thư ruột già. Có một vài cái option để mà tầm soát ung thư ruột già. Một cái tầm soát quen thuộc nhất là colonoscopy. Chúng ta bắt đầu từ 50 tới 75 tuổi và mỗi 10 năm. Nhưng mà nếu như mà chúng ta có những cái polyp nào đó khi làm cái colonoscopy đầu tiên á, thì bác sĩ của quý vị á, sẽ hướng dẫn có thể là làm trong vòng 1 năm chẳng hạn, 3 năm hoặc là 5 năm, tùy theo cái loại polyps mà quý vị có trong cái colonoscopy lần đầu tiên. Và một cái loại tầm soát nữa là fecal occult blood test, chúng ta làm mỗi năm từ tuổi 50 tới 75 để xem chúng ta có máu ở trong phân của mình hay không. Những loại tầm soát thông thường nè ha, là tầm soát cao huyết áp. Mỗi chúng ta nè ha, khi nào mà chúng ta cần nên đo huyết áp của mình thử, thì thường thường là tất cả những người lớn trên 18 tuổi thì nên đo huyết áp của mình. Những trẻ em á, nhưng mà trẻ em bị béo phì á, cũng nên đo huyết áp để xem các em có bị tăng huyết áp hay không. Tất cả những người lớn từ 18 tuổi trở lên, mỗi năm á, thì nếu như mà cái huyết áp mà cái bằng huyết áp tâm thu á, tức là cái systolic blood pressure, cái số trên của cái huyết áp mà quý vị thường thấy đó, thì nó nên là tốt nhất là từ 120 tới 139, tức là bình thường. Và cái huyết áp tâm trương, tức là cái huyết áp cái số dưới diastolic blood pressure đó, cái số tốt quá là từ 80 tới 89, 89 đó là bình thường. Mỗi năm á, thì quý vị nên đo huyết áp 2 lần. Nếu nhầm huyết áp của quý vị dưới 120 tới 80 là một cái huyết áp tốt. Ok, bây giờ chúng ta nói về tầm soát lipid ở trong máu, tầm soát mỡ ở trong máu. Khi nào thì chúng ta nên request bác sĩ của mình làm cái này? Thì mỗi người 18 tuổi trở lên á, thì sẽ có nguy cơ là bị huyết áp cao. Và nếu như mà bị béo phì á, thì nên đo cái lipid, cái mỡ trong máu sớm hơn cái guideline mà sau đây mình sẽ chia sẻ với quý vị. Tất cả những người nam giới hoặc là nữ giới không có bị béo phì, với nam giới thì trên 35 tuổi không bị béo phì, thì nên đo mỡ của mình trong máu một lần. Phụ nữ trên 45 tuổi không béo phì thì nên kiểm tra một lần. Khi mà nam trên 35, nữ trên 45 thì nên kiểm tra mỗi 3 đến 5 năm, thường xuyên đo để mà biết được mỡ trong máu của mình có cao hay không. Khi nào chúng ta tầm soát tiểu đường, tất cả những người lớn á, 18 tuổi trở lên với cái huyết áp khá là cao hơn là bình thường á, từ trên 135 tới 80 á, thì nên tầm soát để xem mình có bị tiểu đường hay không. Với phụ nữ, loãng xương là một cái vấn đề mà các phụ nữ trên 65 tuổi sẽ phải khám tầm soát qua một cái test gọi là cái DEXA scan để xem cái nguy cơ của mình bị loãng xương nó như thế nào. Những quý vị nào mà dùng những cái loại steroid lâu quá đó, hoặc là những quý vị nào mà đã bị gãy xương đùi, gãy xương sống một cách đột ngột á, thì cũng nên làm cái DEXA scan này sớm hơn bình thường. Nhưng mà cái guideline mà để làm á, là 65 tuổi là chúng ta có thể làm rồi. Và đó là những cái chia sẻ của mình để quý vị có thể khám, có thể trò chuyện với bác sĩ của mình để mà khám tầm soát á. Mình chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe và một cái cuối tuần vui vẻ, có thời gian với gia đình của mình, chăm sóc lại bản thân tinh thần.